Xuất hiện đoạn livestream nam Zimmer Duy Nguyễn chỉ trích nghệ sĩ Hoài Linh, vụ nhà thờ tổ làm tầm bậy đó. Nhiều nghệ sĩ khán giả bức xúc khi nam Zimmer tên Duy Nguyễn câu view bằng những phát ngôn xúc phạm vợ chồng cố nghệ sĩ chỉ tài. Tuy nhiên bất ngờ hơn, mới đây đoạn clip nam Zimmer nói xấu các nghệ sĩ khác và phát ngôn đối nhau chăn chát khiến dư luận thêm phẫn nộ. Một ngày sau khi Di Hài chỉ tài được đưa về Mỹ, mạng xã hội lan truyền clip một nam Zimmer tên Facebook Duy Nguyễn có những phát ngôn phản cảm liên quan đến tang lễ của cố nghệ sĩ 62 tuổi để câu view. Trong clip, người này cho rằng Phương Loan, vợ chỉ tài, có thể chủ động về Việt Nam, thực hiện mọi thủ tục tại chính nơi chôn rau cắt rốn cho chồng. Duy Nguyễn mỉa mai Phương Loan không sống cùng chồng ở Việt Nam, lúc khỏe mạnh mà lại hoạt động riêng lẻ, cách xa nhau nửa vòng trái đất. Cho tôi lý do đưa chỉ tài sang Mỹ, lúc sống thì không ở chung, vậy tại sao lúc mất lại đưa thì Hải sang Mỹ? Người này nói và liên tục vằng tục xúc phạm. Dù không biết rõ về gia đình cố nghệ sĩ, người này vẫn phát ngôn. Họ là diễn viên hài, mang tiếng cười lên sân khấu nhưng cuộc đời bị đắt lắm. Phát ngôn của Duy Nguyễn khiến khán giả, các nghệ sĩ vô cùng bức xúc. Số đông cho rằng việc phát ngôn phản cảm về người quá cố và gia đình họ rất đáng lên án. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của Duy Nguyễn là không có tình người, lời người đã khuất ra để câu view và nếu không được nói gì tử tế thì nên im lặng. Trên trang cá nhân, các diễn viên Thu Trang, Tiến Luật, Huỳnh Phương, Ngô Kiến Huy đồng loạt thể hiện sự bức xúc. Họ có những chia sẻ, chúng tôi lành tính chứ không dễ tính. Biết thì nói, không biết thì im lặng, tôn trọng gia đình người đã khuất. Nam Thư, người em thân thiết của chỉ tài bức xúc sau khi xem clip. Cô cho rằng, người đàn ông này cố tình phát ngôn gây sốc về đám tang chỉ tài để gây chú ý. Diễn viên Thủy Diễm khẳng định hành động của Duy Nguyễn là vô cùng thất đức. Ca sĩ Duyên Quỳnh cảm thấy tội cho người trong clip vì đã hơn 30 tuổi nhưng lại không đủ thông minh và sáng suốt để phân định đâu là đúng, đâu là sai và điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Cô cho rằng những chia sẻ của Duy Nguyễn thực sự quá phản cảm và không có tình người. Sau khi nhận làn sóng công kích từ khán giả, Duy Nguyễn đêm ngày 13 tháng 12 đăng tải clip trên YouTube trần tình vụ việc. Anh khẳng định mình không có ý định câu view và tất cả chỉ là hiểu lầm. Duy Nguyễn cho biết phát ngôn trên xuất hiện trong lúc anh đang livestream tranh luận với khán giả. Khi một người bình luận về việc đưa linh cữu cố nghệ sĩ chỉ tài về nước, lúc nói chuyện, anh bày tỏ quan điểm với mục đích phản đêm về chủ đề người kia đưa ra. Tuy nhiên, do không kiểm soát được lời nói nên sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Ngay sau khi hai bên làm việc xong, nam Zimmer đã làm clip xin lỗi, khoanh tay cúi gật người tỏ vẻ hối lỗi. Nam Zimmer gửi lời xin lỗi đến vợ, người thân của cố nghệ sĩ chỉ tài. Tuy vậy, đến chiều tối cùng ngày, mạng xã hội lại xuất hiện đoạn clip nam Zimmer này đang nói xấu những nghệ sĩ khác như Hoài Linh, Thúy Nga. Một vài người theo dõi nam Zimmer này cho biết đây là những phát ngôn sốc trước đây của anh chàng. Tuy nhiên, qua vụ này, rất mong nam Zimmer rút ra được kinh nghiệm và cẩn trọng trong phát ngôn, tránh làm ảnh hưởng đến người khác như sự việc vừa rồi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!